Dạ vâng, nhà đất Phạm Thọ xin kính chào tất cả quý vị khách hàng và quý nhà đầu tư. Chào mừng tất cả quý vị khách hàng và quý nhà đầu tư quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Phạm Thọ. Thì hôm nay quay trở lại với khu đô thị Cát Tường Phú Hưng tại thành phố Đồng Xoài của tỉnh Bình Phước. Thì em Thọ đang có một cặp nền rất là đẹp dành cho anh chị khách hàng có nhu cầu mua để đầu tư hoặc là mua để xây biệt thự, nhà vườn cực kỳ đẹp nhà quý cô chú anh chị. Thì cái cặp nền ngày hôm nay được em Thọ đánh dấu bằng mũi tên màu vàng trên màn hình. Cặp nền này thuộc block C 12 trong khu đô thị Cát Tường Phú Hưng anh chị nhé. Diện tích của nó là bề ngang 10 m, chiều sâu là 17,5 m. Tổng diện tích của nó là 175 m² nha quý cô chú anh chị. Vị trí này mình xây dựng tự do cho nên là cô chú anh chị xây nhà phố hay xây biệt thự đều được, 10 mét xây biệt thự mini cực kỳ đẹp. Và vị trí này nó nằm rất là gần cái công viên 3.000 mét vuông của khu đô thị Cát Tường Phú Hưng. Đây cũng là một trong cái khu vực mà dân cư người ta đã về đây xây nhà rất là nhiều rồi nha quý cô chú anh chị. Mình xây nhà là mình có hàng xóm sẵn luôn cô chú anh chị ạ. Và một cái điều đặc biệt nữa là phân khu block C hiện tại là trong Cát Tường Phú Hưng là xây dựng cực kỳ nhiều cô chú anh chị nhé. Đấy, tại vì hiện tại thì công an xã Tiến Hưng đã về xây dựng ở ngay đầu đường Trường Chinh rồi, gần sát với phân khu block C cho nên là dân cư có xu hướng là người ta về xây nhà nhiều. Để gần trụ sở công an thì cái mức độ an ninh trật tự nó tốt cho nên là đợt này xây dựng cũng khá là nhiều. Cũng như là hiện tại giá bất động sản trong Cát Tường Phú Hưng về một cái mức giá rất là hợp lý cho anh chị có nhu cầu mua để xây nhà. Nhà quý cô chú anh chị, đơn cử như hai cái lô đất này nếu thời điểm thị trường tốt quý cô chú anh chị nhé, mình phải bỏ ra 1,2 tỷ mới mua được một lô nha quý cô chú anh chị. Nhưng mà hiện tại mỗi lô đất ngày hôm nay em giới thiệu cho cô chú anh chị chỉ có giá là 850 triệu thôi. Nên là hai lô thay vì là 2 tỷ tư thì bây giờ mình chỉ mua chỉ có giá chỉ có 1 tỷ 7 thôi nha quý cô chú anh chị. Rất là rẻ cho cái lô đất này thôi. Đấy, vị trí này cực kỳ đẹp. Và đặc biệt cô chú anh chị nhé, đối với những cái nền cặp trong Cát Tường Phú Hưng ấy là cái số lượng nền nó không có nhiều đâu cô chú anh chị ạ. Em Thọ theo dõi từ năm 2020 tới bây giờ thì lượng cặp nền nó rất là ít cô chú anh chị nhé. Cho nên là khi mà những ai mà đầu tư những cái cặp nền cô chú anh chị ạ là sau này bán rất là được giá cô chú anh chị nhé. Đây cô chú anh chị thấy không? Vị trí trước mặt chúng ta đây là trụ sở của công an xã Tiến Hưng, tương lai sẽ lên là công an phường Tiến Hưng nha quý cô chú anh chị. Và từ vị trí của cái lô đất của chúng ta di chuyển đến các tiện ích hiện hữu như là trường học cô chú anh chị nha, là trường học là cách nhà mình chỉ có khoảng 300 mét thôi nha quý cô chú anh chị. Đây là vị trí trường học liên cấp, ở đây có trường cấp 1 và cấp 2 xã Tiến Hưng, trường mầm non xã Tiến Hưng, ủy ban nhân dân xã Tiến Hưng và cái quỹ đất vườn cao su ở trước mặt anh chị đây được quy hoạch thành thành trường cấp 3 xã Tiến Hưng nha quý cô chú anh chị. Một khuôn đất cực kỳ đẹp và gần rất là nhiều tiện ích cô chú anh chị nhé. Và đây là cái bức tranh tổng quát cho cô chú anh chị xem là lượng nhà dân về xây dựng trong Cát Tường Phú Hưng hiện tại đã nhiều chưa. Thì cô chú anh chị có thể thấy là phân khu block C vẫn luôn là phân khu mà có mức độ người dân về xây nhà nhiều nhất trong đại đô thị Cát Tường Phú Hưng nha quý cô chú anh chị. Và người dân Bình Phước là tập trung mua phân khu block C rất là nhiều cô chú anh chị nhé. Thì nếu cô chú anh chị mà quan tâm đối tới một cặp nền thì hãy quan tâm ngay cái cặp nền này cô chú anh chị nhé. Cặp nền block C giá chỉ có 1 tỷ 700 triệu thôi. Còn nếu mà đầu tư cô chú anh chị nhé thì mình đầu tư một cặp nền sau này mình bán rất là có giá. Trong Cát Tường Phú Hưng thì em Thọ bán được khoảng 3 cặp nền ở những cái vị trí 5 nhân 17,5 này rồi quý cô chú anh chị này, là nó bán giá rất là tốt cô chú anh chị nhé. Đấy, cứ cặp nền mà diện tích khoảng 10 nhân 16 hoặc 10 nhân 17,5 cô chú anh chị nhé, là trong Cát Tường Phú Hưng là cái độ thanh khoản nó cực kỳ tốt luôn. Tại vì bây giờ thay vì 1 tỷ 7 cô chú anh chị ra mặt tiền, cô chú anh chị chỉ mua được một nền 5 mét thôi, nhưng mà ở những cái vị trí đường nhỏ mình mua để xây nhà của chú anh chị nhé thì vị trí này mình mua được hai nền. Đấy, mua hai nền diện tích là 175 mét vuông. Đấy, to hơn cả những cái trục đường chính. Và nếu mà bây giờ mình kinh doanh buôn bán cô chú anh chị nhé thì bây giờ thời đại bây giờ kinh doanh online phát triển rất là mạnh rồi, mình có thể ở những trục đường nhánh này mình vẫn kinh doanh bình thường, giống như kế bên cái lô đợi, cặp nền này cô chú anh chị nhé là có một anh Phương là kinh doanh cái này là anh chữa bệnh đông y cô chú anh chị nhé, và khách rất là đông luôn. Chỉ cần mình kinh doanh mình làm nghề mà có uy tín có tiếng thì mình ở đâu người ta cũng tìm tới thôi nha quý cô chú anh chị. Thì thực tế mà nói là cái cặp nền ngày hôm nay là một trong cái cặp nền mà em Thọ cực kỳ tâm đắc muốn giới thiệu cho anh chị,
để có thể mua đầu tư cô chú anh chị nhé. Cặp nền này mua đầu tư cực kỳ ngon, và từ vị trí này mình có thể nhìn cô chú anh chị này là hiện tại khu công nghiệp Đồng Xoài 3 bây giờ cái tốc độ xây cực kỳ mạnh và khủng khiếp đấy, cái mức độ lấp đầy bên này khoảng 70% rồi, thì cô chú anh chị cho nó thời hạn thêm 2 đến 3 năm nữa là bên Đồng Xoài 3 là họ sẽ lấp đầy hết. Lúc đó cái nhu cầu về nhà ở của các chuyên gia bên các khu công nghiệp người ta sang Cát Tường, Phú Hưng rất là nhiều. Ngoài chuyên gia ở khu công nghiệp Đồng Xoài 3 còn có các chuyên gia ở khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Nam Đồng Phú đấy, rồi khu công nghiệp Đồng Xoài 1, Đồng Xoài 2 người ta qua đấy, vì tiện cái giao thông kết nối từ Cát Tường, Phú Hưng qua những cái khu công nghiệp đó nó rất là gần và rất là tiện của chú anh chị nhé. Đấy, và mức giá 1 tỷ bay cho cái cặp nền này là cực kỳ rẻ nha quý cô chú anh chị. Em Thọ khẳng định với cô chú anh chị là cặp nền này là cực kỳ rẻ trong Cát Tường, Phú Hưng, và nếu có cơ hội thì cô chú anh chị hãy nhanh tay sở hữu cái cặp nền này đi. Đấy, cái này là em Thọ chia sẻ chân thành, chia sẻ thực sự cho cô chú anh chị để mình có thể kiếm được một cái sản phẩm đầu tư tốt nha quý cô chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị nào đang xem video này của em Thọ mà muốn mua cái cặp nền này thì hãy gọi ngay cho em Thọ qua số điện thoại em để trên màn hình, thì em sẽ hỗ trợ cô chú anh chị đi xem đất cũng như là cung cấp cho cô chú anh chị đầy đủ giấy tờ pháp lý của cái cặp nền này cho cô chú anh chị tham khảo luôn. Em xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã xem hết video này của em. Chúc quý cô chú anh chị và gia đình sức khỏe và thịnh vượng, đầu tư tấn tài tấn lộc tấn bình an. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo ạ.